Chắc chắn lúc này có rất nhiều khán giả tò mò muốn biết nội dung chương trình hôm nay là gì. Xin bật mí chủ đề hôm nay có liên quan đến một khu vực ở tỉnh Thanh Hóa. Xã Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Nằm ẩn khuất trong các khu rừng là những ngôi mộ đá cổ bí ẩn. Điểm đầu và điểm cuối các mộ đều chôn các tảng đá lớn theo hướng dựng đứng. Người dân địa phương cho biết những ngôi mộ cổ này rất linh thiêng. Nếu ai đó đập những tảng đá quanh ngôi mộ sẽ bị thần linh trừng trị. Nhẹ thì gãy tay, gãy chân, nặng thì bị thú rừng ăn thịt. Kể từ khi phát hiện cho đến nay, những ngôi mộ này vẫn còn là một điều bí ẩn với người dân địa phương và các nhà khoa học. Rất nhiều câu hỏi đặt ra xung quanh những khu mộ đá này như: đây là mộ của tộc người nào, có từ bao giờ? Để tìm ra câu trả lời không hề đơn giản khi trên các tấm đá không ghi bất cứ một thông tin nào. Chiếm tỷ lệ lớn và sinh sống từ lâu đời ở huyện Quan Hóa là dân tộc Thái và dân tộc Mường. Trong đó, dân tộc Thái chiếm 65,61%. Từ xa xưa, người Thái đã đến đây định cư, lập bản dọc theo các con sông, con suối. Nhiều phong tục, sinh hoạt văn hóa của người Thái đã lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Giả thuyết lớn nhất về chủ nhân của các khu mộ đá cổ chính là của người Thái. Tuy nhiên, ở huyện Quan Hóa thì người Mường cũng là dân tộc sinh sống lâu đời và chiếm tới 24,48%. Đặc biệt, dân tộc Mường cũng có những phong tục, tín ngưỡng, văn hóa phong phú truyền từ đời này sang đời khác. Rõ ràng, giả thuyết vẫn chỉ là giả thuyết nếu chúng ta không tìm ra được những bằng chứng để chứng minh. Chúng ta cùng gặp nhà nghiên cứu văn hóa dân tộc Thái và Mường để xem ông lý giải về vấn đề này như thế nào. Ông Hà Nam Ninh là chuyên gia nghiên cứu văn hóa Thái Mường. Gần như cả cuộc đời ông dành cho việc đi điển dã để nghiên cứu văn hóa, phong tục của hai dân tộc này. Những cái ngôi mộ này là theo sách chữ Thái cổ và ông bà kể lại, các cái ngôi mộ này ít nhất là có trên 1.000 năm. Là trước đây là khu này là nó rộng đến hơn 7 hectare. Là cái bia mộ là nó dày đặc đi. Một điều khó cho các nhà nghiên cứu như ông Ninh đó là trên các phiến đá ở các ngôi mộ không có chữ viết. Nhà nghiên cứu Hà Nam Ninh đã dựa vào 3 đặc điểm quan trọng liên quan mật thiết đến văn hóa phong tục hiện nay của người Thái là tảng đá đầu nhọn, than đen và cái vò. 3 hiện vật này nói lên điều gì? Trong quá trình tìm kiếm thông tin của những ngôi mộ đá, nhà nghiên cứu Hà Nam Ninh đã phát hiện ra đặc điểm chứng minh chủ nhân của những ngôi mộ này là dân tộc Thái. Đặc điểm thứ nhất là có những cái tảng đá thật to và cái đầu nhọn dẹp để mà chôn lên để đánh dấu. Hai đầu, tức là đằng đầu và đằng chân, và hai bên là mỗi bên là có mô tả. Cái đặc điểm thứ hai, trên bộ thì người ta đổ lên một lượt than đen, than củi. Hiện nay còn cái màu đất đó vẫn đang còn đen. Đây. Cái này thì theo ông bà kể lại, đã có một thời kỳ á là người Thái cũng hỏa táng. Thế nhưng mà sau đó cảm thấy cũng không nỡ đành lòng mà làm cái việc ấy đối với người thân, cho nên là người ta mới dùng cái than để thay thế, để báo cho trời biết là chúng tôi đã hỏa táng rồi. Thứ ba là phải có một cái vò để ở đằng chân, một cái vò sành để đựng nước. Người Thái rất quan tâm về cái việc là trước khi bước chân lên thang gác á, là người ta phải rửa chân. Thì 3 đặc điểm này là nó tồn tại mãi mãi. Thế cho nên là chỗ nơi thì mặc dù không còn có người Thái sinh sống nữa, thế nhưng mà thấy có các cái mộ như thế này thì chứng tỏ trước đây đã có người Thái. Với 3 hiện vật mà nhà nghiên cứu phân tích đã cho chúng ta thấy chủ nhân của những ngôi mộ cổ này. Hiện những ngôi mộ cổ này được coi là di sản văn hóa, phản ánh đời sống của các cư dân ở Thanh Hóa nói riêng và ở nước ta nói chung. Chương trình Có 102 hôm nay đến đây là kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.